Thưa quý vị đại biểu, tôi xin trình bày chủ đề cập nhật quản lý hen trẻ em theo chương trình giáo dục và phòng ngừa hen quốc gia Hoa Kỳ năm 2020. Chương trình giáo dục và phòng ngừa hen quốc gia, được gọi tắt là NEP, được triển khai cách đây hơn 30 năm tại Hoa Kỳ vào năm 1989. Đây là chương trình được điều phối bởi Viện Tim Phổi Huyết Học trực thuộc Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ. Từ đó cho đến nay, chương trình đã được biên soạn lại hai lần vào năm 1997 và năm 2007, và phiên bản năm 2020 là lần cập nhật sau cùng sau 13 năm. Phiên bản cập nhật 2020 tập trung vào 19 khuyến cáo trong 6 lĩnh vực chính. Thứ nhất, liệu pháp ICS ngắt quãng. Thứ hai, liệu pháp kháng cholinergic tác dụng kéo dài. Thứ ba, chiến lược giảm dị nguyên trong nhà. Thứ tư, liệu pháp miễn dịch. Thứ năm, đo phenol. Và thứ sáu, tạo hình phế quản bằng nhiệt. Trong đó, có 18 khuyến cáo liên quan đến trẻ em và trẻ vị thành niên được chia theo các mức độ khuyến cáo, bao gồm khuyến cáo mạnh, tức là những biện pháp điều trị chung được áp dụng cho hầu hết bệnh nhân. Trong khi đó, khuyến cáo có điều kiện là những khuyến cáo mà bác sĩ, gia đình cùng với bệnh nhân ngồi lại với nhau để đưa ra quyết định. Đối với các bác sĩ nhi khoa, vấn đề nóng nhất, hấp dẫn nhất đó là phiên bản cập nhật năm 2020 đưa ra nhiều lựa chọn điều trị có sử dụng ICS cộng với LABA và LAMA. Về bản cập nhật năm 2020 này có đề cập đến giảm dị nguyên cũng như liệu pháp miễn dịch và đo phenol, nhưng mà những biện pháp này không giúp thay đổi giải pháp điều trị cụ thể cho bệnh nhân. Phiên bản cập nhật năm 2020 không đề cập các liệu pháp sinh học là vì kể từ lúc bắt đầu chuẩn bị cho bản cập nhật vào năm 2014 thì chỉ có một loại thuốc sinh học được sử dụng ở thời đó, đó là omalizumab. Về vấn đề sử dụng ICS ngắt quãng trong liệu pháp dùng thuốc thì ở trẻ từ 0 cho tới 4 tuổi bị hen gián đoạn, khuyến cáo có điều kiện liệu trình ICS hàng ngày ngắn ngày kèm với SABA khi cần lúc bắt đầu đợt nhiễm khuẩn hô hấp do virus ở những trẻ có từ 3 đợt kho khe do nhiễm virus trở lên từ lúc sinh, hoặc có từ 2 đợt kho khe trong năm qua trở lên và giữa các đợt kho khe không có triệu chứng. Đối với trẻ từ 12 tuổi trở lên bị hen dai dẳng nhẹ thì bác sĩ và gia đình cùng quyết định sử dụng ICS ngắt quãng đồng thời với SABA khi cần, thay vì chỉ dùng ICS hàng ngày kèm với SABA khi cần. Đối với trẻ từ 4 tuổi trở lên bị hen dai dẳng mức độ nhẹ đến trung bình, tuân thủ tốt với ICS đơn độc hàng ngày thì không khuyến cáo tăng liều ICS ngắn ngày lên gấp đôi, gấp 3 và gấp 4 liều điều trị hàng ngày, mà có thể cân nhắc cái liệu pháp ICS ngắt quãng cho những trẻ ít tuân thủ điều trị. Đối với liệu pháp SMART, trong các biện pháp dùng thuốc thì SMART là liệu pháp sử dụng thuốc điều trị duy trì và thuốc các cơn trong một dụng cụ hít đơn độc. Thì đối với liệu pháp SMART này thì hiện tại chúng ta có một ICS cộng với một LABA đặc biệt, đó là formoterol. Thì bản cập nhật NEP năm 2020 đưa ra khuyến cáo mạnh ưu tiên chọn liệu pháp SMART cho trẻ từ 4 tuổi trở lên không kiểm soát tốt hen bằng ICS liều thấp hoặc liều trung bình hàng ngày. Còn đối với trẻ không kiểm soát tốt hen bằng liều pháp duy trì hàng ngày ICS LABA thì nên ưu tiên chọn SMART trước khi tăng bước điều trị lên cho bệnh nhân. Và formoterol là LABA được chọn vì đây là thuốc khởi đầu tác dụng nhanh, có thể sử dụng trên 2 lần một ngày, và chính vì thế đưa đến nhiều điểm lợi cho bệnh nhân như là giảm xuất hiện cơn cấp, giảm sử dụng ICS và giảm ảnh hưởng lên tăng trưởng của trẻ. Về vấn đề bổ sung LAMA trong liệu pháp dùng thuốc thì chỉ khuyến cáo cho trẻ từ 12 tuổi trở lên, mặc dù LAMA được chấp thuận cho trẻ từ 6 cho tới 11 tuổi nhưng chưa được xem xét trong các nghiên cứu đánh giá có hệ thống để đưa ra khuyến cáo. Đối với trẻ bị hen dai dẳng mức độ trung bình thì thứ tự ưu tiên chọn các thuốc sẽ là đầu tiên là SMART, sau đó là ICS cộng LABA và rồi tiếp theo
sẽ là ICS cộng LAMA. Đối với trường hợp hen dài dạng nặng không được kiểm soát bằng ICS cộng LABA thì ưu tiên liệu pháp bổ ba với ICS LABA liều trung bình hoặc liều cao hàng ngày cộng với LAMA cộng với SABA khi cần. Dĩ nhiên khi sử dụng liệu pháp này thì bệnh nhân cần đến 3 dụng cụ hít. Về vấn đề giảm dị nguyên trong nhà thì chỉ nên áp dụng cho trẻ phơi nhiễm với dị nguyên đặc hiệu đã biết gây ra dị ứng hoặc xuất hiện triệu chứng sau khi tiếp xúc với dị nguyên, và nên sử dụng chiến lược can thiệp phối hợp nhiều biện pháp khác nhau. Chẳng hạn, để làm giảm mạc bụi thì chúng ta khuyên sử dụng bọc gối và bọc nệm chống mạc bụi, cần thường xuyên hút bụi ẩm bằng máy hút có bộ lọc HEPA. Đây là bộ lọc hiện đang được sử dụng ở nhiều máy hút bụi bán trên thị trường cũng như nhiều máy điều hòa không khí bán trên thị trường. Ngoài lệ thì các khuyến cáo quản lý côn trùng có thể sử dụng đơn độc hay một biện pháp trong chiến lược can thiệp phối hợp. Về vấn đề liệu pháp miễn dịch tiêm dưới da và liệu pháp miễn dịch dùng dưới lưỡi thì liệu pháp miễn dịch tiêm dưới da được chỉ định như là liệu pháp điều trị hỗ trợ cho trẻ từ 5 tuổi trở lên bị hen dị ứng ở mức độ nhẹ đến trung bình, có khả năng không tuân thủ thuốc điều trị lâu dài, và không sử dụng liệu pháp miễn dịch tiêm dưới da cho trẻ bị hen nặng hoặc hen dai dẳng chưa được kiểm soát ở thời điểm dự định tiêm thuốc cho trẻ. Chúng ta nên sử dụng liệu pháp miễn dịch tiêm dưới da ở các cơ sở y tế có khả năng theo dõi và xử trí các phản ứng xảy ra sau tiêm và không nên sử dụng tại nhà cho bệnh nhân. Đối với liệu pháp miễn dịch dùng dưới lưỡi thì chúng ta không khuyến cáo sử dụng trong điều trị hen. Tuy nhiên, liệu pháp miễn dịch dùng dưới lưỡi có thể hữu ích ở những trẻ bị bệnh đông mắc như là viêm mũi dị ứng có hoặc là không kèm theo viêm kết mạc dị ứng. Về vấn đề đo phenol thì phenol giúp hỗ trợ chẩn đoán ở trẻ từ 5 tuổi trở lên. Nếu sau khi hỏi bệnh sử, sau khi hỏi tiền sử cẩn thận, khám lâm sàng kỹ càng, đo hô hấp khí có test giãn phế quản mà không rõ chẩn đoán, chứ không nên chỉ định đo phenol để chẩn đoán và xử trí hen. Đối với trẻ từ 5 tuổi trở lên đã được xác định chẩn đoán hen thì chúng ta có thể đo phenol mỗi 2 cho tới 3 tháng giúp hỗ trợ theo dõi và xử trí hen, và không khuyến cáo đo phenol để đánh giá tuân thủ điều trị hay là không, đặc biệt đối với tuân thủ điều trị ICS. Vậy thì các điểm chính trong bảng cập nhật năm 2020 đối với từng lứa tuổi như thế nào? Ở trẻ từ 0 cho tới 4 tuổi thì ở những trẻ trong nhóm tuổi này, nếu có thở khò khè tái diễn khởi phát sau nhiễm khuẩn hô hấp, giữa các đợt nhiễm khuẩn không có khò khè thì chúng ta bắt đầu liệu trình ICS hàng ngày ngắn ngay lúc khởi phát nhiễm khuẩn hô hấp kèm với SABA khi cần, khác với liệu trình chỉ có SABA khi cần để cắt cơn. Thì cái khuyến cáo này là khuyến cáo có điều kiện với chứng cứ rất chắc chắn. Còn ở những trẻ thở khò khè tái diễn thì không khuyến cáo đo phenol để tiên đoán khả năng trẻ bị hen trong tương lai với khuyến cáo mạnh và chứng cứ chắc chắn. Thì đối với nhóm trẻ từ 0 cho tới 4 tuổi, nếu chúng ta phân loại là hen gián đoạn thì chúng ta sẽ áp dụng bước thứ nhất trong các biện pháp điều trị cho bệnh nhân, bao gồm dùng SABA khi cần và lúc khởi phát nhiễm khuẩn hô hấp thì thêm ICS hàng ngày ngắn ngày. Thì đây là điểm mấu chốt được cập nhật trong phiên bản 2020 trong điều trị duy trì hen dành cho trẻ từ 0 cho tới 4 tuổi. Còn các bước từ bước 2 cho tới bước 6 không khác so với là bản hướng dẫn năm 2007. Ở đây có một điểm lưu ý rằng đối với những trẻ đúng 4 tuổi thì nếu chúng ta sử dụng bước 3 và bước 4 thì chúng ta sẽ sử dụng giống như lưu đồ ở trẻ từ 5 cho tới 11 tuổi. Về vấn đề sử dụng cắt cơn dành cho trẻ từ 0 cho tới 4 tuổi thì chúng ta sử dụng SABA khi cần để làm giảm triệu chứng và tần suất sử dụng thuốc cắt cơn tùy thuộc vào mức độ nặng của cơn, có thể sử dụng 3 lần cách mỗi 20 phút khi cần. Ở đây có điểm lưu ý rằng nếu chúng ta tăng tần suất sử dụng SABA lên
hoặc sử dụng trên 2 ngày một tuần để cắt cơn mà không phải dùng để dự phòng hen do gắng sức, thì điều đó chứng tỏ rằng hen của trẻ chưa được kiểm soát tốt và có thể cần tăng bước điều trị cho trẻ. Và đối với những trường hợp này, có thể sử dụng corticoid uống ngắn ngày nếu trẻ xuất hiện cơn hen cấp mức độ nặng hoặc trẻ có tiền sử trước đây đã từng bị cơn hen cấp mức độ nặng. Lưu ý, nếu tình trạng bệnh không cải thiện rõ sau 4 đến 6 tuần theo dõi, mặc dù trẻ vẫn tuân thủ tốt về điều trị và kỹ thuật hít tốt, thì cân nhắc điều chỉnh điều trị hoặc xem lại chẩn đoán cho bệnh nhân. So sánh với khuyến cáo của Gina mới nhất năm 2021, thì bản cập nhật NEP năm 2020 dành cho trẻ dưới 4 tuổi có một số điểm khác biệt như sau. Chú ý đó là ở bước 1 là khuyến cáo đưa ra là sử dụng Saba khi cần và lúc khởi phát nhiễm khuẩn hô hấp có thể thêm ICS hàng ngày ngắn ngày. Trong khi bước 1 điều trị trong khuyến cáo của Gina năm 2021 dành cho trẻ dưới 5 tuổi đó là ưu tiên dùng Saba khi cần và nếu thay thế thì dùng ICS liều cao ngắt quãng cộng Saba khi cần. Điểm khác biệt tiếp theo đó là trong khuyến cáo của Gina năm 2021 dành cho trẻ dưới 5 tuổi không có bước điều trị nào sử dụng kèm với Laba. Trong khi bản cập nhật NEP năm 2020 thì từ bước 4 trở lên thì người ta bắt đầu khuyên sử dụng ICS cộng với Laba hàng ngày cộng với Saba khi cần. Bản cập nhật năm 2020 không đề cập đến lưu lượng ICS sử dụng cho trẻ em. Tuy nhiên theo hướng dẫn năm 2007 thì có hai loại ICS được sử dụng cho trẻ em từ 0 cho tới 4 tuổi, đó là fluticasone và budesonide. Tuy nhiên theo khuyến cáo của Gina năm 2021 thì chỉ có một loại ICS duy nhất được sử dụng cho trẻ từ 4 tuổi trở xuống, đó là budesonide khí dung. Chính vì vậy, khi sử dụng budesonide khí dung thì sẽ đưa lại những cái điểm lợi và những cái điểm nào cần lưu ý ở trẻ em. Thì một nghiên cứu của Shapiro và cộng sự cho thấy việc sử dụng budesonide khí dung cho trẻ nhỏ bị hen dai dẳng phụ thuộc steroid hít giúp cải thiện triệu chứng ban đêm sau 2 tuần và cái việc cải thiện này kéo dài đến 12 tuần. Tương tự như vậy, triệu chứng ban ngày cũng giảm đi sau 2 tuần điều trị và kéo dài đến 12 tuần sau điều trị. Một nghiên cứu khác của Baker và cộng sự cho thấy việc sử dụng budesonide khí dung đối với hen dai dẳng ở trẻ nhỏ và trẻ còn bú sẽ giúp làm giảm triệu chứng ban ngày cũng như triệu chứng ban đêm của trẻ, làm cải thiện cái peak flow vào buổi sáng và buổi chiều của trẻ, cũng như là cải thiện FEV1 cho trẻ. Nghiên cứu của Bradley và cộng sự trên 35 trẻ tuổi từ 10 cho tới 35 tháng tuổi bị hen kiểm soát kém trong gần 27 tháng. Thì với nghiên cứu này, thời gian điều trị budesonide khí dung là từ 1 năm trở lên và sau thời gian điều trị ghi nhận số lần nhập viện giảm từ 1,8 đợt trong 1 năm xuống còn 0,33 đợt trong 1 năm và giảm số đợt uống prednisolone trong vòng 1 năm từ 8,1 đợt uống prednisolone giảm xuống 1,8 đợt trong vòng 1 năm. Một nghiên cứu khác của Camargo và cộng sự khi đánh giá nguy cơ tái phát đợt cấp làm trẻ phải nhập viện hoặc là khám cấp cứu trong năm tiếp theo ở các nhóm thuốc điều trị hen khác nhau thì ghi nhận đối với bệnh nhân điều trị bằng budesonide khí dung ít nguy cơ mắc hen cấp trong tương lai hơn. Cụ thể đó là ít hơn 45% so với bệnh nhân không điều trị bằng budesonide khí dung và ít hơn 71% so với bệnh nhân điều trị với các loại ICS khác. Một nghiên cứu gần đây của Giao và cộng sự được công bố năm 2021 trên 508 trẻ từ 0 cho tới 14 tuổi ghi nhận việc sử dụng ICS khí dung tại nhà làm tăng tỷ lệ bệnh nhân kiểm soát tốt từ 12% lên 77,5% so với ban đầu, cũng như là làm tăng tỷ lệ bệnh nhân hen nhẹ
từ 59,1% lên 96% so với ban đầu. Bên cạnh những lợi điểm đó, thì khi so sánh tác dụng phụ của budesonide khí dung so với các cái biện pháp điều trị khác, thì ghi nhận là tỷ lệ tác dụng phụ khi dùng budesonide khí dung không khác biệt nhiều lắm so với các cái biện pháp điều trị khác trong điều trị duy trì dài ngày hen ở trẻ em. Nghiên cứu của Zach Fleur và cộng sự ghi nhận là điều trị budesonide khí dung không ảnh hưởng đáng kể tới nồng độ cortisol trong huyết tương của bệnh nhân, cũng như không ảnh hưởng đến cái việc tăng trưởng chiều cao của trẻ. Đối với trẻ từ 4 cho tới 5 tuổi bị hen dai dẳng từ trung bình đến nặng, thì khuyến cáo sử dụng ICS cộng formoterol trong một ống xịt để cắt cơn và điều trị duy trì hàng ngày, với khuyến cáo mạnh và chứng cứ rất chắc chắn đối với trẻ trên 12 tuổi, chứng cứ trung bình đối với trẻ từ 4 cho tới 11 tuổi. Khác với khuyến cáo trước đây là duy trì ICS liều cao hàng ngày kèm với SABA cắt cơn khi cần, hoặc duy trì ICS cộng với LABA cùng liều như liệu pháp kiểm soát hàng ngày kèm với SABA cắt cơn. Ở trẻ trong nhóm tuổi này bị hen dai dẳng từ nhẹ cho tới trung bình, có khả năng tuân thủ điều trị ICS hàng ngày, thì không tăng liều ICS ngắn ngày tạm thời khi triệu chứng xuất hiện nhiều hơn hoặc giảm peak flow, với khuyến cáo có điều kiện và chứng cứ ít chắc chắn. Đối với trẻ từ 5 cho tới 11 tuổi bị hen dị ứng từ nhẹ cho tới trung bình, thì khuyến cáo sử dụng liệu pháp miễn dịch tiêm dị da bổ sung cho liệu pháp điều trị chuẩn khi hen được kiểm soát bằng liệu pháp miễn dịch ở các giai đoạn khởi đầu, củng cố và duy trì, với khuyến cáo có điều kiện và chứng cứ chắc chắn mức độ trung bình. Còn trẻ ở trong độ tuổi này bị hen dị ứng dai dẳng thì dựa vào tiền sử lâm sàng và hô hấp kỹ, vẫn không chọn theo dõi hoặc điều chỉnh các liệu pháp chống viêm, thì bổ sung biện pháp đo phenol cùng với các phương pháp đánh giá khác trong chiến lược theo dõi và quản lý hen. Không khuyến cáo sử dụng đơn độc phương pháp đo phenol để đánh giá kiểm soát hen, tiên đoán các đợt cấp trong tương lai hoặc đánh giá mức độ nặng của cơn hen cấp, và nên sử dụng cùng với các phương pháp khác trong chiến lược theo dõi và quản lý hen. Nếu chúng ta không chắc chắn chẩn đoán hen sau khi dựa vào tiền sử, dấu hiệu và diễn tiến lâm sàng cũng như hô hấp kỹ, kể cả đã làm test làm giảm phế quản, hoặc trường hợp không đo được hô hấp kỹ, thì bổ sung thêm phương pháp đo phenol để giúp chẩn đoán cho bệnh. Ở nhóm tuổi từ 5 cho tới 11 tuổi thì bảng cập nhật NEP năm 2020 tập trung vào những thay đổi ở bước điều trị 3 và bước điều trị 4. Cụ thể là ở bước 3 thì khuyến cáo sử dụng ICS cộng formoterol liều thấp hàng ngày và khi cần, trong khi ở bước 4 thì khuyến cáo sử dụng ICS cộng formoterol liều trung bình hàng ngày và khi cần. Bên cạnh đó, có một điểm cần lưu ý, đó là đối với bước 5 và bước 6 thì cân nhắc thêm omalizumab cho bệnh nhân. Trong nhóm tuổi từ 5 cho tới 11 tuổi này thì khi sử dụng các cái biện pháp cắt cơn thì có thể sử dụng SABA khi cần để làm giảm triệu chứng, và tần suất sử dụng thuốc cắt cơn tùy thuộc vào mức độ nặng của cơn, có thể 3 lần cách mỗi 20 phút khi cần. Ở bước 3 và bước 4, biện pháp ưu tiên chọn là sử dụng ICS cộng với formoterol dùng 1 cho tới 2 xịt khi cần, có thể tăng lên đến tổng liều điều trị duy trì hàng ngày, và cắt cơn là 8 xịt tương đương với 36 microgram formoterol một ngày. Lưu ý, việc tăng sử dụng SABA hoặc sử dụng SABA từ 2 ngày trong vòng 1 tuần trở lên để cắt cơn mà không phải dùng để dự phòng hen do gắng sức thì cho biết rằng tình trạng hen của trẻ chưa được kiểm soát tốt và cần tăng bước điều trị lên cho bệnh nhân. Khác với nhóm tuổi nhỏ hơn thì khi so sánh với khuyến cáo của GINA năm 2021 dành cho trẻ từ 6 cho tới 11 tuổi, thì bảng cập nhật NEP năm 2020 dành cho trẻ từ 5 cho tới 11 tuổi có những điểm tương đồng so với khuyến cáo của GINA, đặc biệt là từ bước 3 cho tới bước
5. Khác chăng, đó là liều lượng ICS trong khuyến cáo của NEP năm 2020 có khác so với là khuyến cáo của GINA năm 2021. Về liều lượng ICS sử dụng cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi, thì như đã nói ở cái phần trước, thì khuyến cáo NEP 2020 không đề cập tới liều lượng, mà chúng tôi phải sử dụng tới liều lượng ở cái hướng dẫn cũ năm 2007. Thì ở đây là bảng liều lượng ICS dành cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi từ hướng dẫn của GINA. Đối với trẻ từ 12 tuổi trở lên bị hen dai dạng nhẹ thì khuyến cáo sử dụng ICS liều thấp hàng ngày và SABA khi cần để cắt cơn, hoặc đồng thời dùng ICS và SABA khi cần. Trong trường hợp trẻ từ 12 tuổi trở lên bị hen dai dẳng từ trung bình cho tới nặng, thì khuyến cáo sử dụng ICS cộng phosmoterone trong một dụng cụ hít để điều trị duy trì và cắt cơn, thay vì duy trì bằng ICS liều cao cộng với LABA hàng ngày kèm với SABA cắt cơn. Đối với trường hợp hen dai dẳng không kiểm soát, thì không nên thêm LAMA vào ICS, mà trước hết nên thêm LABA vào với ICS. Nếu không dùng LABA thì bổ sung LAMA vào liều pháp ICS duy trì, thay vì chỉ tiếp tục dùng ICS với liều không đổi. Ngoài ra có thể thêm LAMA vào cùng với ICS và LABA, thay vì tiếp tục dùng ICS LABA với liều như cũ. Thì đối với trẻ ở nhóm tuổi này thì bảng cập nhật năm 2020 có nhiều khác biệt so với hướng dẫn cũ trước đây. Cụ thể là ở bước điều trị thứ hai thì khuyên sử dụng ICS liều thấp hàng ngày và SABA khi cần, hoặc đồng thời sử dụng ICS và SABA khi cần. Ở bước số 3 thì sử dụng ICS cộng phosmoterone với liều thấp hàng ngày và khi cần. Ở bước số 4 thì sử dụng ICS cộng phosmoterone liều trung bình hàng ngày và khi cần, trong khi ở bước thứ 5 thì sử dụng ICS liều trung bình cao cộng với LABA hàng ngày cộng với LAMA và SABA khi cần. Đối với bước 5 và bước 6 thì cần cân nhắc sử dụng thêm các thuốc sinh học, ví dụ như là thuốc kháng IgE, kháng interleukin 5, kháng interleukin 5R, rồi kháng interleukin 4 hoặc là interleukin 13. Đối với những trẻ từ 12 tuổi trở lên, khi đã áp dụng các bước từ bước 2 cho tới bước 4, thì khuyến cáo có điều kiện sử dụng liều pháp miễn dịch tiêm dự giá bổ sung cho liều pháp điều trị duy trì chuẩn ở trẻ từ 5 tuổi trở lên, khi hen được kiểm soát bằng liều pháp miễn dịch ở các giai đoạn khởi đầu, củng cố và duy trì. Việc sử dụng thuốc cắt cơn ở trong nhóm tuổi này cần có một số điểm lưu ý như sau. Thì sử dụng SABA khi cần để làm giảm triệu chứng, và tần suất sử dụng thuốc cắt cơn tùy thuộc vào mức độ nặng của cơn, có thể sử dụng 3 lần cách mỗi 20 phút khi cần. Và ở bước 3 và bước 4 thì biện pháp ưu tiên chọn là sử dụng ICS phosmoterone từ 1 cho tới 2 xịt khi cần, và có thể tăng lên đến tổng liều duy trì hàng ngày và cắt cơn là 12 xịt, tức là 54 microgram của phosmoterone. Lưu ý, vấn đề tăng sử dụng SABA hoặc khi chúng ta dùng trên 2 ngày trong vòng 1 tuần để cắt cơn mà không phải dự phòng hen do gắng sức, thì cho chúng ta biết rằng tình trạng hen của trẻ chưa được kiểm soát tốt và có thể cần tăng bước điều trị cho trẻ. Ở trẻ từ 12 tuổi trở lên, khi so sánh với hướng dẫn của GINA năm 2021, thì bảng cập nhật NEP năm 2020 có nhiều điểm khác biệt. Trong khi GINA tách riêng ra hai nhánh điều trị ngay từ đầu, với cái nhánh đầu tiên kể từ bước 1 cho tới bước 2 là ưu tiên sử dụng ICS liều thấp cộng phosmoterone khi cần, thì đối với bảng cập nhật NEP năm 2020 dành cho trẻ từ 12 tuổi trở lên thì bắt đầu từ bước 3 mới ưu tiên sử dụng là ICS cộng với phosmoterone liều thấp hàng ngày và khi cần.
Liều lượng ai sẽ sử dụng cho trẻ từ 12 tuổi trở lên không được đề cập trong bản cập nhật NET năm 2020. Ở đây chúng tôi sử dụng liều lượng ICS dùng để điều trị duy trì cho trẻ từ 12 tuổi trở lên theo hướng dẫn của GINA năm 2021. Ở mọi tuổi thì bản cập nhật NET năm 2020 có những điểm lưu ý thêm như sau. Nếu trẻ không có biểu hiện dị ứng với dị nguyên đã biết trong nhà hoặc không có triệu chứng do phơi nhiễm với dị nguyên cụ thể trong nhà thì không cần áp dụng các biện pháp làm giảm dị nguyên trong chiến lược quản lý hen thường quy. Nếu trẻ có triệu chứng do phơi nhiễm với dị nguyên cụ thể trong nhà, chẳng hạn như khoa hỏi bệnh sử hoặc là xét nghiệm dị ứng, thì áp dụng các biện pháp phối hợp làm giảm dị nguyên đặc hiệu. Đối với những trẻ đã xác định dị ứng hoặc là có triệu chứng do phơi nhiễm với các loài gây hại, chẳng hạn như là gián hoặc là các loài gặm nhấm, thì chỉ sử dụng các biện pháp phối hợp xử trí các loài gây hại hoặc phối hợp các biện pháp khác trong chiến lược phối hợp làm giảm dị nguyên đặc hiệu. Nếu đã xác định dị ứng hoặc là có triệu chứng do phơi nhiễm với mạc bụi, thì sử dụng bọc gối, bọc nệm chống mạc bụi cùng với các biện pháp khác mà không phải sử dụng đơn độc trong chiến lược phối hợp làm giảm dị nguyên đặc hiệu. Đối với trẻ bị hen dị ứng dai dẳng thì không khuyến cáo sử dụng liệu pháp miễn dịch ngầm dưới lưỡi trong điều trị hen. Tóm lại, cập nhật quản lý hen của chương trình giáo dục và phòng ngừa hen quốc gia Hoa Kỳ năm 2020 cung cấp các khuyến cáo liên quan đến nhiều lĩnh vực chăm sóc hen. Ưu điểm của bản cập nhật đó là phân biệt điều trị ban đầu dễ sử dụng. Các bác sĩ lâm sàng cần thay đổi cập nhật để thích ứng với những cái thay đổi này, bao gồm là khuyến cáo liệu pháp SMART hoặc là chiến lược làm giảm dị nguyên đặc hiệu hay liệu pháp miễn dịch sử dụng cho bệnh nhân. Chương trình giáo dục và phòng ngừa hen quốc gia cần giải quyết sớm một số chủ đề đang nóng ở thời điểm bắt đầu cập nhật, như là cá nhân hóa điều trị liệu pháp sinh học cho bệnh nhân và dự phòng hen tiến phát, đặc biệt quan trọng đối với các bác sĩ nhi khoa. Tuy vậy, ở các nước châu Á, đặc biệt là các nước có thu nhập thấp và trung bình, thì cần có hướng dẫn để quản lý hen phù hợp với riêng đất nước của mình. Bài trình bày của tôi xin được kết thúc tại đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.